Thực sự là khi mà cô và thầy Thiên lựa chọn các bạn phim và các nhóm tiêu biểu để tham gia giới thiệu dự án và gửi lên chương trình giáo viên sáng tạo, thì thâm tâm cô rất muốn con số giới thiệu không chỉ dừng lại ở số 5 mà sẽ rất nhiều hơn, vì có nhiều bộ phim cô thấy cũng ý nghĩa. Tuy nhiên do cái giới hạn của chương trình cho nên cô chỉ giới thiệu có 5 nhóm thôi. Và đó là lý do chúng ta tiến hành giai đoạn 2. Giai đoạn 2 cũng trong vòng 4 tuần, và giai đoạn 2 này thì dưới sự dẫn dắt của thầy Thiên, các con đã làm thêm được rất nhiều phần, đó là làm sơ đồ tư duy mai mốt cho các nhóm, chỉnh sửa phim theo góp ý của giáo viên, dịch kịch bản sang tiếng Anh, làm phụ đề cho phim, làm trai cho phim và làm poster cho phim. Còn kết quả của giai đoạn này chúng ta sẽ được biết sau một tiếng đồng hồ nữa. Về kết quả của dự án, bản thân cô và thầy Thiên nhận thấy rằng là thực sự dự án này đã khơi gợi được cái sự say mê, nhiệt tình và hứng thú của các con. Đôi khi cô chứng kiến các con cùng làm việc với nhau, thậm chí là cãi cọ nhau để đưa ra đến các ý tưởng cuối cùng. Và khi cô đứng từ xa để nhìn các con làm việc trong thư viện thì cô có cảm giác rất là vui. Thì cô nhận ra một điều là thực sự dự án hôm qua này nó đã thu hút được cái lòng say mê và nhiệt tình của các con. Thứ hai là chúng ta đã thiết lập được một cái kế hoạch làm dự án khá khoa học và cụ thể. Thứ ba là chúng ta đã tạo được một sân chơi nhỏ trong khối 9. Dĩ nhiên đã gọi là sân chơi thì sẽ có giải thưởng, nhưng cô nghĩ rằng là sau cái buổi công chiếu hôm nay thì giải thưởng như thế nào thì tất cả các nhóm đều là người chiến thắng. Và từ đây cô cũng như bản thân thầy Thiên rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho cái phần làm dự án. Hy vọng là sang đến những năm sau, nếu dự án này còn tiếp tục thì kết quả sẽ thu được thành công hơn. Đó là nếu dự án này vẫn được làm thì cô nghĩ là sẽ phải tạo điều kiện cho các con học tập nhiều hơn về kiến thức làm phim. Và khi chơi nhóm thì phải cân nhắc mức độ khả năng của từng thành viên trong nhóm. Và chúng ta quá ít thời gian để làm công việc này, đó là lập trang web riêng cho từng nhóm để tiện cho việc chấm điểm và phê bình và bình chọn sản phẩm xuất sắc. Và dĩ nhiên là đến giai đoạn 2 thì chúng ta có bình chọn, nhưng mà chủ yếu là bình chọn ở trên Facebook, đúng không ạ? Như vậy là trong thời gian rất ngắn, cô và các con đã cùng nhìn lại chặng đường chúng ta đi qua từ giai đoạn 2, từ giai đoạn 1 cho tới giai đoạn 2. Và lời cuối cùng cô muốn nói đó là xin chúc mừng tất cả các con, những học sinh thực sự rất xuất sắc. Và chúng các con đã là một nguồn động lực rất lớn, tạo một nguồn cảm hứng cho giáo viên để giáo viên có thể nhiệt tình theo đuổi cái con đường giảng dạy của mình. Và đây là cái lời mà cô và thầy Thiên muốn nói với các con.